Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh học sinh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 4, chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà môn toán. Tiết ôn tập hôm nay thì các con chúng ta sẽ cùng cô khám phá, giải quyết hai bài toán, toán giải có lời văn. Và đây là hai bài toán nâng cao giúp cho các con chúng ta sẽ phát triển khả năng suy luận và trình bày một bài toán giải có lời văn. Các con hãy ghi chép hai bài toán này vào trong sổ trắng. Sau đó thì hãy suy nghĩ và tự làm bài, thử cái khả năng của mình, xem là khả năng của mình có thể thực hiện hai bài toán này như thế nào. Sau khi các con chúng ta làm bài xong, các con hãy kiểm tra đáp án của mình bằng cách theo dõi và so sánh với đáp án của cô sau cái phần hướng dẫn tiếp theo. Tiếp theo thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện từng bài tập 1. Bài tập 1. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7.652. Biết hiệu lớn hơn số trừ là 798 đơn vị, hãy tìm phép trừ đó. Các con đọc kỹ bài toán, xem bài toán cho chúng ta biết gì nhé. Đầu tiên bài toán cho biết là có một phép trừ mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7.652. Chi tiết chúng ta thấy là cộng số bị trừ, cộng số trừ, cộng hiệu thì sẽ ra được bằng 7.652. Bài toán cho biết chi tiết tiếp theo là hiệu lớn hơn số trừ là 798 đơn vị. Vậy chi tiết thứ hai là chúng ta biết được hiệu của hiệu và số trừ. Bài toán yêu cầu chúng ta là tìm phép trừ đó. Tìm phép trừ đó có nghĩa là chúng ta sẽ tìm số bị trừ, tìm số trừ và tìm hiệu. Vậy thì đọc bài toán này chúng ta thấy được là đây là một bài toán có liên quan đến dạng toán là tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Tuy nhiên thì trong bài toán này chúng ta thấy được là không phải là tìm hai số mà chúng ta phải tìm tới ba số. Vậy thì tìm ba số liên quan đến là tổng của ba số đó và hiệu của hai số. Vậy để giải được bài toán này thì các con chúng ta nên tóm tắt bài toán theo sơ đồ đoạn thẳng để các con chúng ta tìm cách giải bài toán này. Chúng ta sẽ tóm tắt số bị trừ là một đoạn thẳng dài. Tiếp theo số trừ là một đoạn thẳng ngắn. Hiệu là một đoạn thẳng dài hơn đoạn thẳng của số trừ và dài hơn là 798. Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7.652. Nhìn vào phần tóm tắt thì chúng ta thấy được là số bị trừ là một đoạn thẳng dài. Số trừ cộng với hiệu sẽ bằng số bị trừ. Cho nên chúng ta có hai lần số bị trừ sẽ bằng 7.652. Hai lần số bị trừ bằng 7.652. Cho nên chúng ta dễ dàng tìm được số bị trừ. Số bị trừ sẽ bằng tổng là 7.652 chia cho 2 sẽ bằng 3.826. Từ việc chúng ta tìm được số bị trừ bằng 3.826 thì chúng ta cũng tìm được tổng của số trừ và hiệu cũng bằng 3.826. Số trừ và hiệu thì có hiệu
là 798. Cho nên chúng ta dễ dàng tìm số trừ dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Vậy chúng ta tìm số trừ theo công thức tìm số nhỏ, tìm số bé sẽ bằng tổng trừ đi hiệu chia cho 2. Và tìm hiệu sẽ bằng tổng trừ đi số trừ. Như vậy chúng ta tìm được số bị trừ, tìm được số trừ và tìm được hiệu. Ta dễ dàng tìm được phép trừ theo yêu cầu của bài toán. Sau đây là phần bài giải, cách trình bày bài giải. Thứ nhất, chúng ta sẽ trả lời số bị trừ là lấy 7.652 chia 2 bằng 3.826. Lời giải phép tính thứ hai là số trừ là mở ngoặc 3.826 trừ 798 đóng ngoặc chia 2 bằng 1.514. Lời giải và phép tính thứ ba là tìm hiệu. Hiệu là 3.826 trừ 1.514 bằng 2.312. Tìm được số bị trừ, tìm được số trừ, tìm được hiệu, chúng ta có được phép trừ cần tìm là 3.826 trừ 1.514 bằng 2.312. Đáp số cuối cùng là phép trừ chúng ta đã tìm được. Vậy là chúng ta đã giải được bài toán. Bên cạnh cái cách giải này thì chúng ta cũng sẽ có còn cách giải khác cho bài toán này. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta cái cách giải thứ hai và bài giải tham khảo. Các con chúng ta theo dõi. Chúng ta sẽ dựa vào yêu cầu của bài, dựa vào chi tiết bài toán cho biết chúng ta sẽ gọi số bị trừ là A, số trừ là B và hiệu là C. Bài toán cho biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 7.652. Nên ta có là A cộng B cộng C bằng 7.652. A là số bị trừ thì sẽ bằng là hiệu cộng với số trừ. Cho nên chúng ta sẽ có là 2 lần A sẽ bằng 7.652. 2 lần A có nghĩa là 2 nhân với A bằng 7.652. Lúc này chúng ta lại đưa về dạng bài toán tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, và A là thừa số chưa biết. Tìm thừa số chưa biết, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. A sẽ bằng 7.652 chia 2. A bằng 800. A bằng 3.826. Vậy là chúng ta đã tìm được số bị trừ. Tìm được số bị trừ cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tìm tổng của hiệu và số trừ. Tổng của hiệu và số trừ chính là số bị trừ và bằng là 3.826. Chúng ta biết được là hiệu lớn hơn số trừ là 798 đơn vị, cho nên là ta đã biết được tổng của hai số và biết hiệu của hai số, nên ta sẽ dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó để ta tìm số trừ và tìm hiệu. Ta sẽ tìm hiệu bằng theo công thức tìm số lớn. Tìm số lớn bằng cách lấy tổng cộng với hiệu chia cho 2. Vậy ta lấy 3.826 cộng 798 chia cho 2 bằng 2.312. Và tìm số trừ B sẽ bằng là lấy tổng trừ đi hiệu là bằng 3.826 trừ 2.312 bằng 1.514. Ta đã tìm được số bị trừ, tìm được hiệu, tìm được số trừ. Ta sẽ tìm được phép trừ cần tìm. Đó là A trừ B bằng C là 3.826 trừ 1.514 bằng 2.312. Đáp số 3 là phép trừ chúng ta vừa tìm được.
Đây là cách làm cách giải thứ hai. Cách giải này thì đòi hỏi các con cái sự lập luận, suy luận. Cho nên các con chúng ta có thể lựa chọn cách nào mà các con thấy nó dễ hiểu hơn để các con làm. Các con làm cách 1 cũng được, cách 2 cũng được, cách nào cũng đúng. Và cuối cùng thì đều ra một kết quả là một phép trừ 3826 trừ 1514 bằng 2312. Các con kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa. Chúc mừng các con đã làm bài đúng. Những bạn nào chúng ta còn lúng túng và chúng ta chưa có hiểu và làm bài chưa có đúng thì các con chúng ta hãy xem lại bài, xem phần hướng dẫn của cô và chúng ta hãy suy nghĩ và nhớ cái dạng toán như thế này để lần sau nếu chúng ta gặp phải thì chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta giải những cái dạng toán như thế này nhé. Mời các con tiếp tục cùng cô chuyển sang bài tập số 2. Bài 2, số thứ nhất hơn số thứ hai là 129. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 2010. Các con đọc kỹ bài toán, xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì nhé. Bài toán cho biết số thứ nhất hơn số thứ hai là 129. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 2010. Đây là bài toán cho biết. Và bài toán thì chúng ta thấy là nó chưa có một cái yêu cầu gì cụ thể. Tuy nhiên với bài toán này thì đòi hỏi chúng ta sẽ phải tìm xem cái số thứ nhất là bao nhiêu và số thứ hai là bao nhiêu. Đây là một bài toán có lời văn, bài toán nâng cao ở lớp 4. Cho nên là các con chúng ta đọc kỹ để chúng ta phân tích bài toán, để chúng ta giải bài toán. Trước tiên để giải được bài toán thì các con nên tóm tắt bài toán. Các con nên tóm tắt theo sơ đồ đoạn thẳng. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn phần tóm tắt. Chúng ta sẽ tóm tắt số thứ nhất là một đoạn thẳng, số thứ hai là một đoạn thẳng, và số thứ nhất sẽ dài hơn số thứ hai là 129. Tổng hai số là một đoạn thẳng dài, và đoạn thẳng dài này thì bằng đoạn thẳng của số thứ nhất cộng với lại số thứ hai. Số thứ nhất cộng số thứ hai và cộng với tổng hai số sẽ bằng 2010. Như vậy là chúng ta đã tóm tắt xong bài toán. Nhìn vào tóm tắt này thì các con thấy được là cái tóm tắt của bài toán này nó cũng gần giống với lại tóm tắt của bài toán 1. Và quan sát vào tóm tắt của bài toán này, ta thấy được là cái cách giải chúng ta cũng dễ dàng có thể tìm thấy được. Đó là giải bài toán này cũng tương tự giống như giải ở bài toán 1. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta cách giải nhé. Số thứ nhất cộng số thứ hai sẽ bằng tổng hai số. Vậy là tổng hai số sẽ bằng số thứ nhất cộng số thứ hai, cho nên chúng ta sẽ có hai lần tổng hai số sẽ bằng 2010. Ta dễ dàng tìm được tổng hai số là 2010 chia 2 bằng 1050. Và 1005 và 1005 này chính là số thứ nhất cộng số thứ hai, hay còn nói là tổng của số thứ nhất và số thứ hai. Vậy thì biết được tổng của số thứ nhất và số thứ hai, biết được số thứ nhất trừ số thứ hai bằng 129, đây chính là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Ta dễ dàng tìm số thứ nhất dựa vào công thức tính số lớn, lấy tổng cộng với hiệu chia 2
và tìm số thứ hai sẽ bằng tổng trừ đi số thứ nhất. Vậy là bài toán này chúng ta sẽ thực hiện bằng 3 lời giải và 3 phép tính. Sau đây thì cô sẽ giới thiệu cho các con phần trình bày bài giải các con tham khảo. Chúng ta có lời giải thứ nhất là tổng hai số là 2010 chia 2 bằng 1005. Số thứ nhất là mở ngoặc 1005 cộng với 129 đóng ngoặc chia 2 bằng 567. Số thứ hai là 1005 trừ 567 bằng 438. Đáp số thứ nhất 567 và số thứ hai 438. Các con thấy là cái bài toán số 2 này, cái cách giải nó cũng gần giống bài toán 1. Nó chỉ khác với bài toán 1 ở chỗ là bài toán 1 yêu cầu chúng ta là tìm phép tính trừ, trong đó có số bị trừ, số trừ và hiệu. Còn ở đây thì chúng ta bài 2 chúng ta chỉ tìm số thứ nhất và số thứ hai. Ngoài cách giải này ra thì các con chúng ta cũng có thể giải bằng cái cách thứ hai, cũng tương tự như là ở bài tập 1. Các con chúng ta đặt số thứ nhất là A, số thứ hai là B và số thứ ba là C chẳng hạn. Sau đó thì các con chúng ta sẽ giải bài toán theo cái cách thứ hai của bài toán 1. Các con chúng ta hãy suy nghĩ và chúng ta thử giải theo cái cách như vậy nhé. Chúc các con chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và thành công trong việc khám phá và giải quyết các cái bài toán, đặc biệt là các bài toán nâng cao. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập tự học ở nhà và thực hiện giải hai bài toán có lời văn dạng toán nâng cao ở lớp 4. Chúc các con chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Hẹn gặp lại các con trong các cái bài giảng tiếp theo của cô. Xin chào và hẹn gặp lại.